Đó, chúng ta có cái đối tượng đó. Với cái đối tượng này thì bây giờ á, chúng ta sẽ áp cái vật liệu trên cái đối tượng này. Thì rất là đơn giản thôi quý vị, các bạn có thể gõ phím M từ bàn phím. Đó là chúng ta lấy lại cái vật liệu mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như trong trường hợp này tôi chọn cái vật liệu là ở cái ô thứ hai chẳng hạn. Đó, và tôi áp nó vào trong cái đối tượng của chúng ta. Đó, cái ô vật liệu thứ hai, cái slot thứ hai đó, tôi assign material to selection. Chúng ta đang chọn cái đối tượng là cái hình cone đó, do chúng ta áp vào đó, chúng ta click map ở đây. Đó, giờ chúng ta click vào cái dấu bên này nè, show map in viewport, tức là chúng ta cho thấy hiển thị cái họa đồ đó trên cái dung nhìn của chúng ta. Chúng ta click vào đó. Và chúng ta thu nhỏ hoặc là đóng cái cửa sổ này lại. Trong trường hợp này thì tôi thu nhỏ cái cửa sổ, cái hộp thoại material editor này lại. Đó, quý vị các bạn thấy rõ ràng là cái map này nó đã không còn áp lên theo ở dạng là hình trụ hay là ở dạng là hình hộp hay là một mặt phẳng như chúng ta muốn nữa, mà quý vị các bạn thấy đây là một cái hình cone. Do vậy mà với lại cái hình cone đó thì tôi sẽ có thể là chọn những cái phương pháp áp họa đồ nó lên khác nhau. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể là dùng cái normal align. Muốn như vậy thì quý vị các bạn di chuột qua bên phía cái bản lệnh command panel bên này, chúng ta chọn cái phần modify trở lại. Và chúng ta thấy là trên cái danh sách này chúng ta thấy chỉ có một đối tượng là cone thôi, bởi vì chúng ta đang thao tác cái đối tượng này. Chúng ta click vào cone và chúng ta chọn vào cái modify list trong đây nè, trên cái danh sách trải xuống, ta click vào đó. Để cho nhanh thì quý vị các bạn có thể gõ, bởi vì chúng ta đang chọn UV map modifier đó, chúng ta gõ cái phím U từ bàn phím để cho nó nhanh chóng chuyển xuống đến cái vị trí của cái map nằm thường là nằm ở cuối danh sách như thế này, chữ U. Cái UV kép map nè, đó. Chúng ta thấy ở đây. Và như vậy thì chúng ta thấy nè, với cái cách ép phẳng này, quý vị các bạn nhìn thấy ở bên này nè. Lúc này cái gizmo của chúng ta nó xuất hiện ở cái dạng là một cái hình cam, cái màu cam và cái là một cái planner, tức là cái mặt một cái mặt phẳng thôi. Bây giờ đó, chúng ta có thể dùng ở phía dưới này nè. Chúng ta chọn qua cái phần alignment của cái hình đó. Cái hình đó chúng ta có thể chọn là normal align. Tôi click vào normal align. Như vậy thì lúc đó tôi rê chuột, tôi bấm giữ chuột trái và tôi rê lên trên cái đối tượng. Thì quý vị các bạn thấy nè, cái không phải là cái khối của chúng ta nó di chuyển đâu, mà chính là cái hình, cái gizmo đó đại diện cho cái hình của cái vật liệu, cái map mà chúng ta muốn áp đó, là nó đang di chuyển theo cái vị trí của chuột. Và chúng ta thấy rằng cái vector pháp của cái phương của cái vector pháp trên bề mặt của vật liệu này nè, của cái cấu hình cone này và cái gizmo đó là nó đang trùng với nhau, cho nên là tôi xoay chuột chỗ nào thì cái khối này nó cũng di chuyển theo, cái hình map nó di chuyển theo. Cái khối thì vẫn đứng yên, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta chỉnh cái vị trí nào đó và chúng ta thấy cái hình nó tạm được rồi thì chúng ta buông chuột ra. Đó, thì quý vị các bạn thấy rằng cái hình map này nó được chỉnh theo đúng cái hướng mà chúng ta muốn. Như vậy thì khi mà chúng ta cần làm cụ thể thì quý vị các bạn thấy rằng cái phần mềm 3ds Max nó cung cấp cho chúng ta khá nhiều công cụ để chúng ta có thể định vị một cách chính xác được, kể cả về kích thước, số lần lặp lại trên đó, kích thước của cái hình map đó, hoặc là những cái phương pháp khác nhau để chúng ta áp đúng cái họa đồ vào. Nhưng mà đối với những cái cách mà chúng ta thấy ở đây á, thì nó có dành cho những cái khối tương đối hình dạng nó đơn giản. Sau này ví dụ nó phức tạp thì chúng ta phải chọn, chúng ta dùng cái Material ID, chúng ta dùng Mesh Select, tức là chúng ta chọn cái lưới đó, cái bề mặt đó, và cái face đó, chúng ta gán ID cho nó, tức là những chỉ mục cho nó. Và lúc đó quý vị các bạn sẽ gán vật liệu, từ vật liệu đa thành phần chẳng hạn. Còn nếu mà nó phức tạp hơn nữa thì có thể là chúng ta phải dùng tới là Ungrab Modifier. Ungrab map modifier, tức là đó, chúng ta thường là người ta áp cho những dạng nhận diện game chẳng hạn thì người ta hay làm như vậy. Tôi giới thiệu một số cái phương pháp nữa. Chúng ta thấy ở cái view align này nè. Đó. Bây giờ trước khi mà chúng ta bấm vào view align này, tức là cái hình đó của chúng ta nó buộc nó phải quay ra theo đúng cái hướng nhìn của chúng ta mong muốn. Đó, thì tùy theo cái góc độ thôi. Nếu mà trong kiến trúc xây dựng thì có khi là chúng ta phải cần xoay cái mặt nào đó để cho chúng ta nhìn thấy nó hoàn hảo hơn, đẹp đẽ hơn. Thì giờ trước khi làm bấm vào cái view align đây á, thì quý vị các bạn nhìn thấy cái hình ở bên này nè, chúng ta quan sát cái hình bên này. Chúng thấy rõ ràng là cái gizmo màu cam này nè đại diện cho cái map mà chúng ta đang áp vào trong cái vật liệu này, nó đang xoay ở một cái hướng theo cái normal align mà chúng ta mới vừa làm xong. Thì bây giờ đó, tôi có thể làm bằng cách này nè. Tôi click vào view align và chúng ta sẽ xem xét cái sự thay đổi của nó, chúng ta quan sát sự thay đổi của nó. Tôi click vào view align đây.
Đó, thì quý vị các bạn quay lại đây nhìn thấy cái hình của chúng ta lúc này, đó, nó đã quay theo đúng cái hướng mà chúng ta muốn. Nhưng mà tất nhiên là quý vị các bạn có thể làm giống hồi nãy, chúng ta có thể di dời được cái gizmo này lên xuống. Ví dụ như trong trường hợp này tôi chọn lại cái gizmo đó, ví dụ tôi kết vào cái gizmo ở đây nè, đó, và tôi chọn nó, tôi di dời nó lên xuống. Đó. Mặc dù là nó là view align, tức là nó dẫn theo cái hướng, cái hình đó nó vẫn quay theo cái hướng mà chúng ta muốn. Đó. Cho nên quý vị các bạn còn nhớ là ở trong cái phần mà những cái phần mềm trước đây mà chúng ta có dịp mà theo dõi trong chương trình, ví dụ như là cái phần mềm AutoCAD hoặc là AutoCAD Architecture, thì quý vị các bạn thấy là những cái phần mà landscape đó, những cái phần mà làm cho cảnh quan xung quanh, những cái hình mà chúng ta đưa vào trong công trình của chúng ta, thường là các cái hình đó là nó cái là cái hình 2D, nhưng mà nó là view align, tức là chúng ta quay hướng nào thì cái đối tượng của chúng ta nó quay ra giống như vậy để chúng ta quan sát đó. Thì cái cách đó cũng, chúng ta thấy cũng tương tự như giống ở chỗ này. Bây giờ đó, chúng ta có thể xem ở một cái region fit ở bên này. À, chúng ta có một số cái đối tượng khác nữa. Ví dụ như giả sử là tôi click vào region fit, tức là nó sẽ cái map của chúng ta nó sẽ vô đúng cái vùng đó mà chúng ta mong muốn. Tôi click vào region fit ở đây và tôi bấm chuột trên cái hình này nè, bấm chuột trái. Tùy theo cái vùng mà tôi kéo lớn hay nhỏ, đó quý vị các bạn thấy cái đường màu xanh lúc vị trí rõ chuột đó, cái hình nó lớn hay nhỏ, thì cái hình đó, cái hình map của chúng ta nó lọt vô trong đúng cái khung mà tôi định kích thước. Đó là tùy theo vị trí chúng ta thôi. Nếu chúng ta chọn nhỏ thì cái số lần lặp lại nó thay trên cái bề mặt của chúng ta, nó giống như xếp gạch đó, thì trên cái bề mặt của vật liệu của chúng ta thấy rằng nó xếp nhiều hơn. Còn nếu chúng ta cho nó rộng hơn, đó, thì quý vị các bạn thấy rằng cái điều đó chúng ta có thể chỉnh được kích thước ở chỗ này. Còn trong trường hợp mà chúng ta muốn trả mọi thứ lại giống như ban đầu, thì chúng ta chọn vào trên cái bảng lệnh này nè, reset, chúng ta click vào reset ở đây, đó, thì mọi thứ nó sẽ trả lại đúng như cái mặc định của nó. Thì chúng ta quay lại ở bên này nè, chúng ta thấy đó là chúng ta thấy là reset, thì mọi thứ nó trở lại với lại cái phép chiếu hồi nãy, tức là cái phép chiếu mà chúng ta thấy ở trên này nè, nó gọi là planar. Bây giờ quý vị các bạn thấy rằng có những cái tính năng khác nữa trong cái phần gọi là chúng ta dành cho cái phần mapping, bởi vì chúng ta sẽ nói tới cái phần là chúng ta gán vật liệu cho một cái vật thể tương đối là phức tạp bằng cái vật liệu đa thành phần. Thật sự mà nói, để chúng ta tìm hiểu hết những cái thành phần vật liệu cũng như các cái dạng vật liệu có trong đó thì chúng ta phải cần rất là nhiều thời gian. Nhưng mà trong cái thời hạn của chương trình đó, thì tôi sẽ trình bày quý vị các bạn một số thành phần chính. Ví dụ như chúng ta nói là chúng ta có vật liệu tiêu chuẩn rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói tới những cái vật liệu mà chúng ta gọi là vật liệu composite. Ví dụ nó có khoảng 10 thành phần, hoặc là vật liệu là multi subject thì số thành phần tham gia vào trong đó là hầu như là vô số. Thì bây giờ chúng ta sẽ xoay quanh chỗ đó. Quý vị các bạn thấy ở phía dưới này nó còn những cái phần khác, ví dụ như là acquire, để chúng ta lấy cái kiểu app của cái kiểu mapping của những cái đối tượng mà chúng ta đã app rồi. Ví dụ như trong trường hợp này ha, tôi thu cái hình này nhỏ lại một tí. Giả sử trong trường hợp này là tôi app là cái khối này là khối box rồi, chúng ta app bằng cái phương mapping box rồi, thì quý vị các bạn có thể click vào acquire ở đây để làm gì? Để app, để dùng cái kiểu áp họa đồ của cái box này dựa trên cái hình cone ở đây. Chúng ta click vào acquire và chúng ta bấm vào cái đối tượng ở đây. Đó, thì chúng ta click OK đây. Trong trường hợp này acquire relative hay là absolute thì chúng ta chọn OK đây. Quý vị các bạn tạm thời chưa đề cập đến chỗ đó. Thì chúng ta thấy trở lại cái gizmo ở trên cái hình cone này nè, chúng ta thấy nè. Rõ ràng lúc này nó áp là theo hình box. Đó, nó áp theo cái dạng box ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một cái phần khác, tôi sẽ lưu cái, hay là tôi tạo một cái bảng mới bằng cách là tôi di chuột lên cái trình đơn file chỗ này nè, lướt vào trình đơn file ở đây. Để quý vị các bạn chọn là reset, chúng ta chọn reset ở đây, để chúng ta tái lập lại tất cả những thông số. Như vậy thì ở trên cái phần mềm của chúng ta hỏi rằng chúng ta có lưu lại cái cảnh này hay không, quý vị các bạn có thể tùy ý, có thể là lưu lại hoặc không lưu lại. Trong trường hợp này tôi click Z để tôi lưu lại những cái thay đổi mà tôi mới vừa làm xong đối với lại cái chuyện mà chúng ta áp cái quả đồ đó. Bây giờ chúng ta thấy là 3D Max lại hỏi là chúng ta muốn reset hay không, thì cái chuyện này cũng đã rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Quý vị các bạn click Z ở đây để thật sự là chúng ta tái lập tất cả thông số đó. Chúng ta tái lập lại những thông số đó thì quý vị các bạn có thể là
kích hoạt cái vùng nhìn lớn này lên. Chúng ta chọn tổ hợp phím là Internet VK để chúng ta phóng cái vùng nhìn lớn đó lên. Cái vùng nhìn Perfecti ở chỗ này nè, Perfecti. Đó là vùng nhìn phối cảnh đó. Thì ở đây á, tôi sẽ bố trí một cái đối tượng bằng cách là tôi di chuột qua cái bảng lệnh ở đây nè, Command Bado. Tôi chọn trên cái trang Create ở chỗ này. Chúng ta chọn cái đối tượng của chúng ta là Cylinder. Chúng ta click vào Cylinder. Và chúng ta dựng đại một cái đối tượng nào đó ở đây. Quý vị các bạn có thể bố trí một đối tượng bất kỳ ở chỗ này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái đối tượng này đó, chúng ta đang ở cái dạng là chế độ là tô bóng. Cho nên là quý vị các bạn thấy nó cũng chưa có gì đặc sắc ở chỗ này hết á. Chúng ta di chuột lên trên cái Perfecti chỗ này nè. Chúng ta click chuột phải. Và chúng ta chọn ở chế độ là trên cái trình đơn cảm ứng đó, chúng ta chọn là wireframe. Ta click vào wireframe. Thì rõ ràng cái đối tượng của chúng ta ở đây nè, quý vị các bạn thấy nè, nó đã được chia ở theo cái phương đứng, cái phân khúc của nó, segment của nó là 5 phân đoạn. Thì chúng ta nhìn thấy nè, bên cái bảng lệnh bên này, lúc này chúng ta vẫn còn đang ở trên cái trang create đó. Thì chúng ta thấy rằng cái đối tượng của chúng ta là cái hay segment này là 5. Ví dụ như vậy thì trước khi mà tôi làm cho chuyện, tôi phân cái này ra là 5 đoạn, thì lát nữa chúng ta sẽ chuyển sang cái vùng nhìn trước, nhìn trên. Thì quý vị các bạn thấy là tôi chọn và tôi gán tùy theo cái vị trí mà tôi chọn cái vật, cái đối tượng của chúng ta, chúng ta sẽ gán cái vật liệu đó lên bằng cái multi sub offset. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm bằng cách nữa là chúng ta sẽ bố trí một số cái đối tượng mà liên quan, ví dụ như là những đối tượng mà được có sẵn cái ID đó rồi, tức là cái phần chỉ mục của vật liệu đó. Quý vị các bạn click vào cái standard primitive ở chỗ này nè, chúng ta click vào đó. Trên cái danh sách trải xuống này nè, chúng ta chọn cái, ví dụ như giả sử chúng ta chọn một cái đối tượng là đo, là cái cửa đó chẳng hạn, chúng ta chọn cái kiểu cửa bất kỳ và tôi dựng vào đó. Đó, chúng ta dựng cái đối tượng này lên ở đây. Đó, chúng ta click chuột phải để kết thúc cái đối tượng cái cửa đó đó. Chúng ta có thể chọn ở trên cái danh sách này nè, chúng ta lại bố trí một đối tượng khác là window chẳng hạn. Thì chúng ta lại có thể chọn cái window ở đây. Để mà chúng ta dễ quan sát đó, thì quý vị các bạn thấy nè, tôi chuyển cái cảnh này trở lại với lại cái Smooth Highlight. Tôi click vào đây, tôi chọn là Smooth Highlight trở lại. Đó, chúng ta chọn ở đây, click vào Smooth Highlight. Thì với cái đối tượng này nè, bây giờ để tôi dễ bề quan sát cho cái đối tượng của chúng ta, thì quý vị các bạn có thể click lên cái đối tượng và chúng ta chọn bên cái bảng Command Panel để chúng ta mở cái cửa đó ra thôi, chứ gì hết. Chúng ta click vào Modify và chúng ta chọn cái Open Degree ở chỗ này nè. Ở cái giá trị chỗ này nè, chúng ta cho mở nó lên. Ví dụ như trong trường hợp này tôi cho là 60 độ. Để chúng ta thấy cái cửa nó mở ra đây. Tôi sẽ gán vật liệu đó. Tôi click lên cái đối tượng bên này là Window. Và tôi cũng chọn giống như vậy. Tôi chọn cái phần Open ở đây. Đó. Thì bây giờ quý vị các bạn xem. Với cái đối tượng này tôi gõ phím M từ bàn phím. Chúng ta thấy rằng cái Material Editor của chúng ta, cái bộ biên tập vật liệu của chúng ta,